Em xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2024 ha. Bến Tre mấy ngày nay thì bắt đầu cũng có những cái trận mưa rất là lớn anh chị. Sáng hôm nay thì thời tiết chị thấy là cũng hơi ui gì đó. Thường là đến mùa mưa là mình sẽ mưa vào cái buổi chiều là nhiều anh chị. Nên là buổi sáng thì em cũng tranh thủ mình đi làm một số công việc. Rồi chiều là trời mưa gió là mình rất là khó đi đâu được anh chị. Ở các tỉnh miền Tây thì vào mùa mưa thì là mình chỉ có là mưa lớn. Rồi chiều cường thì nó tương đối là nó dâng nó hơi cao. Rồi có những cái chỗ mà gió lớn thì nhiều khi là nó có kèm lốc xoáy rồi đó anh chị. Cũng các cái nhà cửa đồ nó cũng bị tốc mái và bị sập đồ cũng rất là khó khăn anh chị. Nhưng mà so ra thì ở các tỉnh miền Tây ở dưới đây thì mình cũng không có khó khăn bằng các tỉnh như ở phía miền Trung và miền Bắc ha. Miền Trung thì năm nào nghe cũng có các cơn bão vào hết anh chị. Còn miền Bắc thì theo em nghĩ là năm nay là cái năm đầu tiên là ở phía miền Bắc là mình bị các cơn bão như là cơn bão số 3, cơn bão Yagi là nó ảnh hưởng rất là lớn tới các tỉnh ở phía miền Bắc. Ở miền Bắc bây giờ là các cái chiều cường nước lũ rồi nó dâng cao rất là nhiều anh chị. Nhà cửa là ngập qua khỏi nhà luôn, ngập tới nóc nhà luôn. Xem những hình ảnh trên mạng mà người ta ngồi trên nóc nhà thấy rất là thương anh chị. Rồi nước lũ thì nó chảy xiết, thành ra là người dân một số người là mình cũng bị như là mình bị mất rất là nhiều. Hôm trước có xem trên báo đài anh chị là có nguyên cái ngôi làng ở cái tỉnh hình như là tỉnh Lào Cai, như là mình bị mất tích luôn anh chị. Ở trên đó mình gọi là thôn ha. Thì do là người trưởng thôn á, thì người ta thấy là tình hình nước biển nước lũ dâng cao gì nè, nó nguy hiểm, rồi cái người ta mới là vận động người dân là mình kéo nhau lên núi để mà mình trú bão trú lũ. Thì may mắn là cái vị trưởng thôn này như là giờ là giống như là mình đã phán đoán rất là đúng, nên nó là không có thiệt hại về tới người anh chị. 110 mấy người hiện tại đã tìm được, còn lúc trước thì là mình thông báo rồi đã mất tích anh chị ha. Bây giờ mình lên trên các cái mạng xã hội báo đài mình xem rất là thương tâm anh chị. Bởi vì ở các tỉnh phía miền Tây mình đó là nó cũng rất là đỡ anh chị, rất là mừng, không có bị ảnh hưởng nhiều đâu, không đỡ. Đây là khu vực chợ đầu mối Bến Tre anh chị ha. Chợ đầu mối thì lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp như vậy. Ở chợ đầu mối thì các cái xe rau Đà Lạt đồ người ta về nhiều lắm anh chị. Rồi các cái ghe cá người ta chở về chợ đây để mình phân phối nhỏ lẻ ra các cái chợ ha. Nhưng mà chợ đầu mối đây thì người dân đi mua lẻ vẫn có anh chị, nên là chợ rất là đông. Và trong đây thì giá cả mình mua nó tương đối là rẻ hơn, rẻ hơn các chợ phía ngoài. Tại vì các chợ phía ngoài thì người ta sẽ lựa đồ ngon, đồ tươi, rồi rau cải thì về ngoài đó thì người ta sẽ bóc ra những cái rau hư đồ bớt anh chị, để mà cái rau cho nó tươi ngon hơn để bán dễ hơn ha. Hôm nay thì em đi tới Ba Tri là anh chị, xe thì cũng hết xăng rồi, nên em vào em đổ xăng cái rồi em đi tiếp ha. Giá xăng hôm nay thì chỉ còn có là 19.600 đồng anh chị, rất là rẻ. Kéo theo là giá đô hiện tại bây giờ đang cũng sụt giảm rất là nhiều anh chị. Giá đô hôm nay, sáng hôm nay thì giá đô tự do thì em cũng có theo dõi là
Nếu mà ở Bến Tre mình bán ra là bây giờ là dưới 24, dưới 25 ngàn luôn rồi anh chị. Chắc được khoảng 24.800 hay 900 đồng gì đó. Giá đô bây giờ đang sụt giảm rất là nhiều. Còn giá mà giá đô la ở phía ngân hàng thì nó càng rẻ hơn nữa anh chị. Bây giờ giữa giá vàng và cái giá đô thì nó tương đối là nó nghịch nhau anh chị. Vàng mà lên thì đô cũng sẽ sụt, xăng dầu cũng sẽ sụt theo. Đây là cái chợ Phường 8. Chợ Phường 8 thì nhỏ xíu anh chị. Chợ Phường 8 đây thì mình tầm chiều rất là đông. Tại vì mình bán cho những người công nhân, người ta làm ở xí nghiệp may Việt Hồng đây anh chị ha. Đây là xí nghiệp may Việt Hồng. Bên đây thì hình như là công ty Trúc Giang hay gì đây nè ha. Công ty Trúc Giang Bến Tre. Còn bên tay phải mình đây là cây cầu Bến Tre 3, hay còn gọi là cầu Rạch Dông anh chị. Cầu Rạch Dông á, cầu Bến Tre 3 thì bây giờ người ta đã làm tương đối là hoàn thành rồi anh chị. Nhưng mà chính thức là mình cũng chưa có hoàn thành hẳn. Có lẽ là mình sẽ đợi cái con đường Đài Loan Đông Tây á, khi nào làm xong rồi bắt đầu là mình sẽ như là mình làm lễ khánh thành một lượt luôn hàng sau đó. Hiện tại bây giờ thì trên cầu vẫn còn là để lưu thông tạm thời thôi. Nói về vấn đề các cơn bão lũ ở ngoài phía Bắc anh chị, thì chắc anh chị nào mình cũng đã có theo dõi thì thấy những hình ảnh người bị cuốn trôi, những con vật bị cuốn trôi, nhất là những con chó nhìn rất là thương anh chị. Rồi heo, trâu, bò, em nói nó chết hàng loạt luôn, nhìn rất là thấy thương anh chị. Rồi cái vấn đề thứ hai là hiện tại bây giờ thì đồng bào, hiện tại bây giờ thì người dân của mình cũng ủng hộ cho bà con ở phía Bắc để mà mình cũng bớt khó khăn trong cái lúc mà bão lũ này anh chị. Thì những cái phần mà nhu cầu cần thiết nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống, đèn pin, rồi áo phao, rồi những cái ghe để cho người dân người ta đi tới đi lui rồi đó anh chị. Và những cái đồ dùng của phụ nữ là rất là cần thiết. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình xem ở trên những cái mạng xã hội anh chị, thì mình sẽ thấy những cái cảnh mà đồ ăn bây giờ là chất đóng luôn. Thấy như là những cái mì gói đồ thì mình còn trữ được lâu nè. Rồi những cái phần như là bánh tét, rồi những cái đồ ăn liền mà mình không có bảo quản được khi mà mưa lũ anh chị, thì nó hư đồ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ ở trên mạng thì nó cũng có nhiều ý kiến, nó cũng tương đối là trái chiều. Người dân mình ở đây thường là mình sẽ tặng những cái phần thùng mì gói, rồi những cái loại bánh mà mình có bọc thực phẩm đồ rõ ràng để mà mình giữ cho nó kỹ anh chị. Một số người thì kêu gọi thôi đừng có đem mì gói ra ngoài đây nữa, mì gói ra đây thì không có nước nấu, rồi không có điện để nấu thì bà con cũng không ăn được. Bây giờ là mình sẽ hỗ trợ tiền là để mà ra đó thì để bà con tự xoay sở đủ, nó đủ thứ anh chị. Rồi một số người thì cũng lên phản bác là những người mà kêu gọi cho tiền là nó sẽ nghiêng về cái hướng như là nó hơi tiêu cực, như hơi gạt xíu đó anh chị. Nhưng mà tốt nhất thì mình có làm từ thiện đi ra ở phía cứu trợ bà con ngoài miền Bắc thì tốt nhất là mình sẽ liên lạc ở các địa phương, xem coi địa phương thiếu gì thì mình sẽ cung cấp những cái phần đó để mà cho bà con sử dụng cho nó rõ, cho nó được hơn anh chị. Chứ nhiều khi mình đem ra đó thì
có một số đồ dùng mình sử dụng không được thì để lâu thì nó hư rồi, nó cũng rất là tiếc anh chị. Như hồi lũ lụt miền Trung em nhớ là ở Bến Tre mình đem bánh dừa ra ngoài đó, thì bánh dừa thì trời mưa này nọ thì thời gian khoảng chừng 2-3 bữa là nó hư rồi. Bây giờ em đã đến ngay cái ngã ba Phú Hưng ha, đường quẹo bên tay trái là mình sẽ đi lên đường Nguyễn Thị Định, còn đi thẳng là mình sẽ đi đến chợ Giữa anh chị ha. Cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đây là đèn đỏ là mình cũng không được phép đi thẳng nè anh chị. Đây là cái ngã ba thôi đó, mình cũng không được thẳng. Còn cái chiều ngược lại thì đúng ra là mình sẽ được quẹo phải luôn, nhưng mà bây giờ là người ta không cho quẹo phải luôn đó anh chị. Tại vì các cái ngã tư này thì nó, nếu mà mình đi nhiều hướng quá thì nó rất là nguy hiểm, nên là người ta sẽ chặn bớt. Đây là khu vực chợ Giữa của xã Phú Hưng. Chợ Giữa ở Phú Hưng thì mình là một cái chợ nhỏ nằm cặp ngoài mé sông thôi anh chị. Còn như trên trục đường đây là các cái mặt tiền thì người ta cũng buôn bán vậy đó anh chị, tạp hóa rồi những cái mặt hàng khác thôi. Còn chợ rau quả thực phẩm thì là mình sẽ vào bên trong chợ. Em đây là cái cổng chào của Phú Hưng anh chị ha. Mình qua khỏi cổng chào này rồi mình qua tới cây cầu Kinh Chặt Sậy là mình tới quỹ Dòng Trơm anh chị. Con đường này thì mình sẽ đi Dòng Trơm rồi mình đi xuống tới Ba Tri đồ luôn được luôn anh chị ha. Đường xá thì bây giờ là nhà nước người ta mở những cái con đường rất là lớn và rất là thông thương để xe cộ mình đi cho nó dễ anh chị. Người dân mình đi qua lại nó cũng tương đối là gần hơn, nó rất là thuận tiện anh chị. Đây là cây cầu Kinh Chặt Sậy. Con sông này là con sông Bà Lai anh chị ha. Mình đi thẳng theo cái hướng đường sông á, là từ thành phố Bến Tre thì mình sẽ đi ra tới trên các xã An Quá, Hữu Định, rồi mình sẽ ra thẳng ngoài sông Tiền luôn anh chị. Đây huyện Dòng Trơm kính chào quý khách. Hôm trước em có ghé uống cà phê ở cái quán cà phê Family ở bên phía tay trái cặp mé sông anh chị, ngồi rất là mát mẻ, ngồi nhìn các cái ghe tàu du lịch đi ngang á. Khu vực này thì những cái lò người ta làm bánh phồng, đồ làm bánh tráng anh chị, bánh tráng Mỹ Long á, người ta làm rất là nhiều. Còn đi thẳng xuống dưới thì bánh phồng là bánh phồng Sơn Đốc. Đây mình đi tới tí là mình sẽ tới cái chợ Mỹ Long anh chị. Chợ Mỹ Long thì là mình thuộc của xã Mỹ Thạnh của huyện Dòng Trơm ha. Cặp ở bên tay phải đây thì rất là nhiều các cái công ty xí nghiệp cũng làm về dừa, làm những cái sản phẩm khác vậy đó anh chị. Thú nhồi bông xuất khẩu. Buổi chiều thì trên cái trục đường này á, người ta cũng họp cái chợ nhóm buổi chiều bán á, về bán cho công nhân á, cũng rất là đông. Bây giờ em cũng đã đến ngay chợ Mỹ Long ha. Phía sau lưng em là quán cà phê Trâm Anh. Ở đây thì thấy là quán cà phê cặp ở ngoài view mấy sông rất là đẹp anh chị. Buổi sáng đây người ta bán cà phê, bán điểm trong sáng nữa. Giờ em cũng ghé uống cà phê tí xíu rồi bắt đầu mình sẽ đi tiếp anh chị.
Cho anh ly cà phê đá nha. Quán khung viên cũng rất là rộng anh chị, ngay chợ Mỹ Lộc luôn. Ở phía sau đây là có cái view bờ sông, cũng tương đối là mát mẻ. Em đi thì sẵn trên đường đi có những cái địa điểm nào mà nó đẹp, nó vui vui thì em cũng sẽ chia sẻ cho anh chị mình cùng biết ha. Đây thì mình có cầu thang mình đi lên trên luôn. Em giờ chắc em sẽ ngồi ở dưới đây quá. Ở đây thì mình sẽ thấy được cái cầu Mỹ Thạnh. Cái cầu Mỹ Thạnh này bây giờ là người ta sẽ giăng cái lưới B40 anh chị, để mà cho nó an toàn. Em zoom lại về không biết anh chị có thấy hay không ha. Cây cầu này là cây cầu sắt, có khúc sông này cũng rất là rộng anh chị. Hồi đợt á là có cái tai nạn ở đây á, là người ta chạy cái xe nó quẹt á, rớt xuống đây luôn anh chị. Mà khúc sông này thì nó cũng chảy rất là mạnh nha. Đây thì mình đi lên là mình cũng đi lên tới ngay chỗ cái sông Bến Tre đó anh chị. Tới cái ngã ba đó thì mình sẽ có đường mình quẹo đi ra ngay chỗ cầu Kinh Chặt Sậy luôn. Mình đi theo cái đường sông á ha. Những cái quán cà phê mà có cái view sông hay gì ngồi uống nó cũng rất là mát mẻ anh chị. Ngắm cảnh sông nước rồi rất là thư giãn. Quán ở đây thì có lẽ là buổi sáng á anh chị, rồi người ta có bán điểm tâm sáng, đồ bán ăn sáng, uống cà phê nữa sẽ đông hơn. Còn em đi thì giờ này nó cũng tương đối là trưa, nên chị thấy là vào quán cũng tương đối vắng. Thường các quán cà phê thì mình sẽ đông khách nhất là sáng sớm và tầm chiều tối anh chị. Nhưng mà vào cái mùa mưa này thì buổi sáng thì nó có khách hơn chị. Chiều thì hy vọng là bữa nào không có mưa thôi. Trời mưa một cái là đâu khách khứa vậy anh chị. Cây cầu Mỹ Thạnh đây thì không biết khi nào mình bắt cầu mới anh chị. Chứ mà cây cầu sắt này nó cũng lâu đời rồi. Đi qua đi lại thật sự là nó cũng rất là nguy hiểm anh chị. Nhưng mà tại vì cái đường này là con đường này là chỉ con đường này là mình đi qua cây cầu này là nó gần nhất á, nên là người dân cũng phải bắt buộc đi qua cầu này. Đi qua cầu này thì nó rung rinh ghê lắm, nó giống như cây cầu ngay cầu Bến Tre mình ngày xưa ngay chợ đi qua đó anh chị. Rồi cảm ơn em. À ngày xưa thì cây cầu đó thì mình đi á, cái dáng giữa cái dáng mà hai cái dáng người ta làm cái đường đó mình đi á, nó cũng phải hở cái khúc vậy nè anh chị. Ngày xưa hồi nhỏ thì mình đi qua mình rất là sợ, cảm giác giống như là mình sẽ hụt cái chân xuống đó vậy đó. Rồi cái dáng lâu ngày đinh á, nó hở á, thì nó lúc lắc xe máy rồi chạy qua nó hơi lúc lắc anh chị. Quán ở đây ngồi thì tương đối là mát mẻ, cặp mé sông này thì nó mát. Nhưng mà tới mùa mưa này thì nó hơi quá mát anh chị. Nhưng mấy bữa mưa là chắc ngồi ở đây không được, ngồi ở đây là tạt. Ở đây mình đi tới một tí á, là gần ngay cầu đó là ngay cái chợ Mỹ Lộc rồi đó anh chị. Còn sông đây hình như là đâu coi, nếu mà tính ra là mình cũng con sông đây tới đây có một cái đường trẻ rồi nè, sông nhỏ lại nè, có thể là mình đi xuống dưới huyện Dòng Trơm. Nhưng mà đi cái hướng này thì em chưa có đi bao giờ, em chưa biết cái đường sông này là mình sẽ đi đâu. Con sông những cái rạch ở Bến Tre mình á thì bây giờ là người ta làm những cái tour du lịch đó anh chị. Nhiều khi mình cũng chở khách đi dạo mát trên những con sông như nè, đi hái bần rồi đi chặt dừa nước đồ cũng rất là vui anh chị. Ở Bến Tre mình thì chỉ có là kiểu du lịch mà dân dã miệt vườn như vậy thôi, chứ cũng không có mà gì nó cầu kỳ lắm anh chị. Nó tương đối là nhẹ nhàng, nhưng mà một số khách du lịch nước ngoài thì người ta rất là thích những cái vẻ mà nó hoang sơ rồi nó đơn giản, nó nhẹ nhàng như vậy của các cái tỉnh như là Tiền Giang và Bến Tre mình vậy đó anh chị.
các cái quán cà phê thì bây giờ người ta làm nó cũng tương đối là đơn giản thôi anh chị. Chủ yếu là mình có được những cái view bờ sông như vậy thì nó cũng rất là đẹp rồi ha. Đó, khung viên ở đây thì mình ngồi những cái ghế trên đó nó cũng là rất là mát mẻ anh chị. Đó. Quán cà phê thì buổi tối rồi mình lên đèn sẽ đẹp hơn ha. Đó, tương đối là đơn giản thôi. Nhưng mà được cái là mình có những cái view bờ sông được mát mẻ như vậy thì khách người ta cũng rất là thích anh chị. Ngồi ở đây thì mình ngắm cảnh sông nước, gió rất là mát. Các khu vực đây thì cặp mấy sông anh chị, người ta làm nó cũng tương đối là chắc chắn để mà mình không có bị sạt lở đâu á. Vậy là mình mới mở quán được anh chị, chứ mà còn thôi nếu mà các cái khu đây mà mình không làm chắc chắn thì nó rất là nguy hiểm nha. Các cái bờ sông bây giờ nó dễ bị sạt lở lắm. Bây giờ em cũng ngồi uống cà phê tí xíu rồi bắt đầu em sẽ tiếp tục hành trình anh chị. Hôm nay thì em đi tới dòng Trơm rồi em sẽ vòng qua bên Ba Tri luôn anh chị, để đi thăm các bà cụ rồi tặng một số bánh trung thu rồi cho các bà có vào trong cái mùa trung thu này, để mình trước thì cúng sau ăn anh chị ha. Thì trên đường đi thì em cũng chia sẻ một tí về cái quán cà phê Tâm Anh, mình cũng có bán luôn những cái thức ăn sáng anh chị. Thì có dịp thì anh chị mình cũng ghé dừng chân đây để mình ngồi uống cà phê, có thể là mình ngắm cảnh sông nước đây rất là mát mẻ ha. Video của em giờ chắc mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây. Em uống cà phê tí, bắt đầu là mình sẽ tiếp tục hành trình đi tới Ba Tri anh chị ha.